Xin chào các bạn, hôm nay thay vì so sánh sáp dầu và phấn tiên cái nào đẹp hơn, chúng ta sẽ kết hợp chúng để vẽ một bức tranh nha. Đầu tiên chúng ta dùng màu phấn để vẽ vùng nền phía sau, kết hợp một vài màu sáng và tối chúng ta sẽ được một phông nền khá ưng ý. Tiếp theo gỡ lớp băng keo giấy lên, dùng màu sáp dầu để vẽ hoạt cảnh phía trước. Ở đây thì mình vẽ một con bướm và một bông hoa cứt lợn. Nếu bạn nào không biết tại sao lại dùng màu sáp để vẽ con bướm mà không dùng màu phấn luôn, thì mình xin trả lời là màu của sáp tô ra rất tươi, rất sặc sỡ nên chúng ta dùng vẽ bướm rất đẹp.